Hey, chào mọi người. Ngày hôm nay Ed sẽ nói về cái cách vẽ một cái family cửa, cách thay đổi cái panel cửa. Nãy giờ Ed làm cái video này 3 lần bị lỗi hoài, bực bội quá đi. Thì đây là một cái cửa mình có thể thay đổi panel. Mọi người thấy không? Thì cách vẽ như thế nào? Thì cái việc đầu tiên á, mình sẽ tạo ra ba cái panel bằng cái Zenith model. Zenith model à. Đây. Khi tạo ra ba cái Zenith model này á, thì các bạn nhớ là ba cái panel này mình phải vẽ về kích thước phải giống nhau, cách thức đặt và tên family, cái parameter phải giống nhau. Ví dụ như width ở EQ thì phải toàn bộ là phải width và có EQ. À, rồi sau đó mình sẽ vẽ profile, vẽ family profile, một chỗ family profile. Tất nhiên mình muốn vẽ bao nhiêu cái thì đó là tùy mọi người, mà suy family profile ha. Đây. Này, family profile, đây là một family profile ha. Rồi, thì mình vẽ nhiều cái profile cũng được, cái này cũng được. Sau mình sẽ tạo ra một cái family là đo. Đo. Đây, ông mình nó lên. Đo. Sau mình lấy một cái family của mình, lấy một cái generic model của mình, đưa ra đây. Đây. Đó. Xong mình gán cái tham biến của nó, gán một cái tham biến, những cái tham biến hồi nãy mình đặt này. À, mình gán cái tham biến nó, hai là bằng hai nè, width thì bằng width nè, thickness bằng thickness nè. Xong mình align, mình khóa lại, ok chưa? Rồi thì lúc đó xong rồi mình sẽ vẽ một cái lệnh sweep. Mình nên vẽ, khi mình vẽ cửa thì mình nên vẽ bằng sweep nha mọi người, nên vẽ đấu cửa bằng sweep ha, đừng có vẽ bằng etude. Etude nó rất là lâu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình không thể chỉnh sửa được, nhớ khóa lại khi mà vẽ family nha, không khóa là ăn trộm vô nó lấy á. Rồi mình sẽ đổi thành AA. À, mình sẽ đổi thành family AA. Rồi đây mình có một cái family này. À, thì cái lúc này á, mọi người sẽ hình dung này, mình thay đổi cửa, mình thay đổi độ hình dạng về đố cửa rất là nhanh nè. Em sẽ thay đổi cho mọi người xem này. Bây giờ mình có profile hình AA đúng không? Mình sẽ thay đổi thành BB. Đó, BB này. Đó, mọi người thấy không? À, mình thay đổi rất là nhanh này. Hoặc là CC, tại vì S đặt nhanh thôi hả? À, nó mọi người thấy không? Khi mình vẽ bằng lệnh sweep, mình vẽ bằng profile, nhanh không? Rất là nhanh luôn. Rồi, cái đó là một cái lợi ha. Cái lời thứ hai á là mình vẽ profile á, mình có thể add được, mình có thể hình dung được, là mình có thể lấy được cái, từ cái detail item qua profile. Đây á là add lấy từ cái detail item này qua, add tối giản lại, add không có vẽ cục 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 những cái cục nhỏ này. Đây là cửa dạng như cửa gỗ á, nó kết nối với nhau á, thì add không vẽ, add chỉ muốn để detail item thôi cho nó nhẹ file. Rồi về cái panel này, mình sẽ gán cho nó một cái family parameter. Là S sẽ gán là panel. Rồi mình khi đó mình sẽ load nó vào family rồi check. Cái việc mà thay đổi đố cửa này quá nhanh rồi đúng không mọi người? Thì mọi người nhớ là cách đó nha. Rồi khi mình load ở đây, mình chỉ có việc là mình thay đổi cái panel này. À, rồi việc thứ hai nữa là tại sao mình làm detail item? Tại vì có những cái space á, detail item mình vẽ không có được. Mình vẽ không có được, mình phải lấy space của packet hoặc là space của nhà cung cấp đưa qua. Đó, thì mình go to view tới. Đó, mình có chi tiết này. Hoặc là mình có thể mở một cái dạng chi tiết như thế này. Các bạn không thể nào mà kêu là bây giờ mà mình ngồi mình vẽ đúng cái dạng này được. Mình không thể nào, mình kể cả S cũng không thể nào vẽ được, tại vì mình không có đủ kiến thức về space của nhà cung cấp.
nhà cung cấp nó đưa hình dạng thì mình hiểu thôi, chứ mình làm sao mình biết những cái chỗ này là nó chịu lực hay là vì cái gì đó mình đâu có thể hình dung được. Thì cái đấy thường thường là mình sẽ lấy packet đúng không, đó mình load nó đi theo item ha, mình load nó qua bên cái cửa của mình. Mình load qua cái cửa của mình thì mình sẽ có được cái detail này. Mọi người thấy không, đó đó là cách vẽ cửa, vẽ rất là nhanh luôn. Một cái lệnh sweep kết hợp với profile để thay đổi hình dạng, mình có thể thay đổi hình dạng profile mình rất là nhanh đúng không, mình thay đổi hình dạng profile của mình rất là nhanh luôn. Mình thay đổi hình dạng profile của mình, giờ mình thích thì mình thay thôi. Mọi người thấy không, mình thay đổi thôi, thích thì thay đổi thôi. Thích thay đổi, khi mình thay đổi vậy á thì mình mới thuyết phục được cái môi trường làm việc của mình. Mọi người mà chưa đổi hoặc là chưa có ý định đổi qua Revit thì mình mới thuyết phục họ là Revit vẽ nhanh lắm đấy anh chị ơi, Revit vẽ nhanh lắm. Hoặc là nói sếp sếp thấy không, Revit mình thay đổi nhanh thiệt nhanh luôn đó. Cũng như là khi mình làm phương án hoặc là mình thiết kế cơ sở, mình có thể thay đổi những cái dạng cửa cơ bản trước để nó hiệu quả trong cái công việc, là mình thấy được cái tác dụng của Revit này nhanh. Tất nhiên thì về thư viện thì thằng Kết nó nhiều hơn mình rồi, mình không nói, nhưng mà mình phải làm sao để người ta thấy cái được cái sự hiệu quả của Revit. Thì đây là những cái family đối với S rất là cơ bản mà học trò của S trước đây về cũng như bây giờ, đa số ai cũng vẽ được. Đối với S nó không phải là kẹo cấp. Thì tất nhiên là khi mà đi học thì có những cái phần nó sẽ cao hơn cái này nữa, nhưng mà S vẫn quy nó là về cơ bản, bởi vì về cơ bản đối với S thì phải làm được những cái điều này. Còn cao cấp thì đối với S này nó khác, nó thiên về quản lý cũng như là cách thức làm việc của family, cũng giống như là cách thức làm việc khi mà quản lý một đồ án nó như thế nào, đó là phần cao cấp. Còn đây là cơ bản ha. Thì S chỉ chia sẻ một xíu kinh nghiệm này cho các bạn để các bạn nâng cao lên được cái khả năng dựng family cũng như là thấy được cái sự hiệu quả của Revit. S hy vọng một chút kiến thức của S sẽ giúp cho các bạn khá hơn, tận dụng được nhiều thứ hơn. Vậy thôi, S sẽ cố gắng làm nhiều video hướng dẫn. S chỉ làm những video hướng dẫn mà S cảm giác là nó giúp cho đỡ cho mọi người xử lý tình huống nhiều hơn là dạy từng bài từng bài. S không thích làm những video clip đó, hoặc là các bạn có thể gửi những câu hỏi về trên fanpage QR hoặc là subscribe về đặt câu hỏi tại kênh YouTube của S luôn. Thì S sẽ gom lại những cái câu hỏi đó, S sẽ làm những cái video để hỗ trợ cho các bạn trong quá trình mà các bạn gặp phải những cái thắc mắc đó. S sẽ tổng hợp những câu hỏi hay, những câu hỏi S cho là hay. Tất nhiên đối với S thì nó dễ hay khó thì mình chưa biết, nhưng mà những câu hỏi mà S cảm thấy là hay thì S sẽ trả lời tất cả, nếu có thể là sẽ trả lời tất cả những bạn. Các bạn cứ theo dõi fanpage QR hoặc là sub cái YouTube của S. Rồi bye bye, chúc cuối tuần vui vẻ, chúc mọi người vui vẻ ha. Rồi bye bye mọi người.